Ngày 26 tháng 10, liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, bị đơn, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trước đó vào ngày 11 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận cũng đã làm việc với bà Hồng Loan. Tại buổi làm việc, tòa án đã ra thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố. Bà Hồng Loan cũng nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 5 triệu đồng. Theo đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung, nguyên đơn em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Theo ghi nhận, từ 7 giờ sáng cùng ngày, rất đông YouTuber tập trung trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố, cảnh sát giao thông túc trực để giữ trật tự tại khu vực này. Đến khoảng 9 giờ, tòa án đến để làm các thủ tục thẩm định. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng cùng luật sư cũng đến tham gia buổi thẩm định. Đến 13 giờ cùng ngày, việc thẩm định tại chỗ hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một số đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Theo đơn khởi kiện, phía nguyên đơn là bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do bị đơn lập vào ngày 7 tháng 4 2023 tại văn phòng công chứng. Nguyên đơn cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với các tài sản đang tranh chấp, yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.